Hola, em xin chào tất cả anh chị em. Ngày mới, ngày 15, 16, ngày 16 tháng 10. Chúc mọi người một ngày mới an lành ha. Sáng hôm nay thì cũng như thường lệ, quần và áo đã qua sử dụng của lính Mỹ nha anh em. Đây là cái quần M65 của lính Mỹ này, rằn ri. Rằn ri vải dày nha em. Ở trong túi thì có cái dây, cái chặt. Hai túi đều có dây chặt hết nha. Dòng này không có bỏ mông đâu. Bụng của nó là 102, dài quần là 106. Cái quần bên này đều và màu của nó là có màu lông chuột anh em, màu lúc nước này này. Màu này nó làm cho cái quần, cái màu của nó là nhìn nó buồn buồn, nhìn nó không có mới, nhưng mà thực ra quần đang đẹp ha. Cái màu này cũng giống như rằn ri với ống mưa gì, nó cũng có cái bệt màu này, thi thoảng sẽ có. Và cái dòng này là nó thường là áo M65 là nó nằm vào đời dây đồng, thân đồng cổ đồng mới có màu này, còn mà thân đồng cổ nhựa hoặc là thân nhựa cổ nhựa thì không bao giờ có cái màu này. Rồi, trên này đều đẹp hết anh em, qua bên này cũng đẹp. Con này có thể nằm là 93 là cứng lắm, chưa có một cái watch gì hết, nói chung chưa chứ không có rồi chứ. Chỗ này, cái này gọi là cái watch chúng ta, không phải phá mất, cũng là cái watch này. Rồi, chốt giùm em 500.000, bán rẻ nha. Mã 32, quần này là 1.500.000, 2.500.000, 1.400.000. Bán rẻ con này giá mã 32, 500.000. Anh em nào ưng thì ủng hộ, mở lượng đơn hàng đầu like giùm em ha. Đây là một con áo combat ACU này, thân trước và thân sau nha em. Ở giữa này là thun và hai này là vải, vải caro nha. Ở ngay cái cùi tay của nó, con này là có cái bọc, bọc gối của nó, nguyên cái bọc bự cho bá tròn này. Con này là hãng Chusabessa X-Lab Reeler. X-Lab thì nó to, X-Lab nó to hơn xe lab. Con này anh em bận mà thoải mái là 80-85. Bận thoải mái nha, còn bận body là 100kg đó, 95-100kg trở lên. Áo thì 96%. Ai ưng chốt giùm em 300.000 mã 31 mà em chưa có đo chiều dài, chiều ngang em vẫn chưa đo. Chiều dài áo là 77, ngang áo của nó là 63. Ai ưng chốt giùm em 300.000 mã 31 nha anh em. Tiếp một con multicam chất vải caro ạ. Con này hàng của lính Mỹ luôn anh em, 6 cái hộp có bò mông. Con này thì hàng cấp phát nha. Để em đo cái bụng này. Bụng của nó là 102, dài quần là 110. 102, 110. Quần trước đều đẹp hết anh em, sau đều đẹp. Rồi bên này cũng đều đẹp. Con này 95, chưa được 96. Ở chút chỗ này em thấy cũng có một chút nhẹ nhẹ bạc bạc. Đó, bán rẻ luôn 300.000 mã 30. Quần lính Mỹ nha. Nó mà không có một cái chấm bạc là em cho 96, nhưng mà chưa có một chấm nhỏ nhỏ cho 95. Tiếp một quần vải caro sa mạc lính Mỹ, 6 cái hộp có bảo mông, bụng 82. Bụng 82 nha anh em. Dài quần 106. Quần này là quần cái bụng, quần này thì không hiếm, nhưng mà cái size này nó rất là hiếm. Anh em thường mua quần bụng 90, 80, 100 hoặc là 75, chứ còn mà tìm 82, 84, 86 rất là hiếm nha. Nên anh em mà tìm gặp quần này mà ưng là quất liền nha, không phải là dễ mà có đâu. Ở đây nó có một chấm dơ này. Và anh em mua đồ á, chịu khó nhớ cái mã giùm em nhé, mã và like của ngày là được. Anh em chỉ gọi điện cho em bằng số điện thoại đằng sau, hoặc là anh em nhắn tin qua số điện thoại đó thì bảo rằng là tôi chốt mã 29 chẳng hạn như con này. Mã 29, 500.000, 500 nhớ thì nhớ, còn không nhớ thì thôi.
500.000 mã 29 của Line ngày 16 tháng 10. Anh em biết sao? Để em like hết con này em nói luôn. Cái quần này rất là đều. Con này 95-96% được luôn. Nó cũng có 1.0, ta cho 95. Bán rẻ con này luôn. 500.000 mã 29. Anh em biết sao? Vì đấy là một trong những cái nguyên nhân mà tại sao anh em nhận hàng bị trật con. Bởi vì anh em chốt mã, một ngày em cũng lên từ 1 tới 100, và ngày hôm qua cũng lên từ 1 tới 100, mà anh em chốt mã mà không có nói like ngày. Anh em vẫn chốt cả con của like này và chốt cả con của like ngày hôm qua, thì em cứ tưởng là anh em chốt like này. Cái là em lụm cho anh em, hai bên đều suy ý. Đáng lẽ em cũng phải hỏi lại anh em rằng là anh chốt like ngày nào. Thì sau khi anh em nhận đồ mới biết được là bị nhầm con. Thì người hiểu á thì cho đó là bị nhầm, thông cảm được. Người có một cái suy nghĩ thông thoáng thì thông cảm cho sốt. Còn người không suy nghĩ thông thoáng thì bảo là sốt lừa, chốt con này mà lừa gửi con kia. Mà trong lúc em là người cho anh em xem hàng, vậy lừa ở đâu? Cái người nói này thì đúng ra cái nhận thức người ta tới đấy thì người ta nói thôi, chứ đúng ra khi nói phải suy nghĩ. Chẳng hạn lừa ở đâu? Trong lúc cho xếp hàng mà. Xếp hàng đúng không phải hàng thì khỏi phải lấy. Có ai ép đâu, đúng không? Anh em mất cái gì? Trong lúc em là người gửi, mất tiền cước cho anh em. Vậy em là người bán để ngu đến nước, đi lừa anh em để làm gì? Để bị mất tiền cước hay sao? Trong lúc cho khách xem hàng, nếu em đã cố tình lừa không cho xem hàng, ai mua thì nhận là phải trả. Mua là nhận, tự phải nhận và phải trả, đúng không em? Đấy là một câu để mình ấy, chứ đừng có vội vàng mà suy nghĩ nông cạn cái đi khẳng định shop là lừa đảo, mua con này mà gửi con kia. Em đâu có ngu, đúng không? Không phải em ngu là cố tình để tự ngoắc cổ mình đâu. Nhưng mà mình suy nghĩ, mình phải suy nghĩ cho thấu đáo rồi hẳn nói. Thực sự em rất bực mình cái anh em nào mua mà không nhớ mã. Bởi vì cái câu này bị khách chửi em là em bực. Cho nên mình mua mình nhớ giùm em cái mã. Tôi chốt mã số mấy, ngày nào, ngày nọ, ngày kia. Đừng có để nhầm lẫn rồi là nó không hay. Trong lúc em chốt hàng thì cứ bắt máy này qua máy khác. Rồi em sorry nha em nhé, tiếp tục. Con này là cũng 78, dài 104. Cái quần này là vải kaki nha anh em. Con này là vải kaki à, màu này nhìn nó kiểu nó nhạt nhạt hơn những màu thường phải không? Màu này nhìn nó hơi nhạt nhạt. Nhưng mà ống quần này chỉ được 20. Quần này có đai đôn và có bảo mông này. Con này chắc chắn là con này em thấy có lạ, nó là của Mỹ nhưng mà China, đúng rồi, China gia công cho Mỹ. Cái con này China gia công cho nên nó màu hơi khác một chút. Đồng ý nó gia công nhưng mà vẫn theo tiêu chuẩn của lính Mỹ. Nói chung là nó theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, nó yêu cầu gia công dùng thôi. Rồi, quần đều đẹp bên này nha anh em, bên này cũng đều đẹp ha. Bên này cũng đều đẹp và bên này cũng đều. Và tóm lại bán theo giá của China gia công luôn, 200.000. Mã 28. Đồ mới, con này cỡ nằm 93-95. Con lấy tiền xuống trả cho mẹ cái này. Em, Hào ơi, vào lấy tiền rồi trả cho họ lấy đồ ăn vào. Đây. Tiếp một con áo satin nha anh em. Con áo satin, con này của Mỹ nhưng mà nó bạc phách. Vai của nó là 44. Dài áo là 70. Con này cái cổ này, anh em nhìn kỹ cái cổ nha. Đấy, cổ này nhìn kỹ giùm em. Cái cổ này không có an toàn nữa đâu. Nói chung là xài tạm thời thôi. Tem thì còn nhưng mà cái gốc này nó quát luôn à. Mình bận lao động luôn nha anh em. Satin nó về bận con này
nó chỉ giá trị một cái là cực kỳ mắc. Còn ngoài ra con áo không có duyệt được cái phần nào, rách đây, cái cổ cũng nứt nứt rồi á, thì anh em bận cổ, chỉ có lật cổ lại mới sử dụng nó ok hơn thôi. What này, trên vai của nó là có cái vết này là vết gỡ tem ha, vết gỡ tem thì nó có vết thôi, và đây có dính một vết sơn. Ở đằng sau này thì dơ rất là nhiều sơn á, sơn á, qua bên này nữa, nói chung là bị sơn. Ở trên cái bả vai này cũng bị dính sơn nhá. Rồi, hết hết. Ở chỗ này có bị sùi, sùi một chút. Con này nói về đẹp thì không có diệt được, không có diệt được. Nhưng mà bẩn lao động thì diệt được. Được cái cặp ngực là 100 này, cái cặp tem trước ngực là được 100. Nhưng mà trên con áo này em bán là 500.000, mã 72. Thì theo anh em mà trừ cái cặp tem ra, con áo 400.000 thì áo satin mà anh em có thể khắc phục được không? Bẩn lao động vô tư phải không? Ở chỗ này thì anh em thích khắc phục để bẩn ngay, gấp cái line lên mất 3-4 phân. Ai có chiều dài ngắt bớt khúc nha, ngắt bớt khúc, bớt 3-4 phân mình bẩn, tha hồ phải không em? Tha hồ, chơi được. Vai là 43, dài áo 70, 43-70. 43-70 thì chịu được 5-60kg thôi. Em 50-60kg này. Chốt giùm em con này 500 mã 27, 500.000 mã 27 ạ. Tiếp một con ghi lê nha em. Con này nặng lắm, con này rất là nặng luôn. Nó có cái gì ở trong á, có một cái lớp mút cái gì trong này này, nó dày lắm. Ồ, túi thì bao la ha, khúc cây lá cây rừng này, túi thì bao la bao vây, ở trong có lớp cách nhiệt này. Vai của nó là 48, vai 48, dài 70. Con này là, đừng có nói là nước Mỹ nha, con này là Việt Nam à, Made in Việt Nam. Mới em Việt Nam này, con này nói đúng ra Việt Nam không? Không biết. Năm 1961. Có đúng hay không, nhưng mà thông thường cái tem này thì tùy anh em. Nó có thể là của Việt Nam xuất khẩu, cũng có thể là Việt Nam là người gia công cho cái tem này. Và cái tem này này, cái tem này là chuyên quân đội dòng đi săn, tem này này, cái hãng này này. Còn con áo thì em đọc hết rồi đó, bởi vì cái đó em cũng không có phân tích rõ, không có. Con này hơi bự, con này là 80-90kg, nhưng mà túi thì bao vây, còn đẹp á, có cách nhiệt, anh em bẩn thì ôi da này, trời ơi, bị một cái gai nó châm. Rồi, ai ưng con này chốt cho em á, bán 300.000 mã 26, đồ mới rất là đẹp. Nói chung là túi thì khiếp khủng khủng khiếp luôn. 2 túi, 3 túi, máu ra rồi, 4 túi, 4 túi trong này, túi nữa là 5 túi, tức là một bên được 10 túi rồi. Cái áo này nó ấy mà có lớp cách nhiệt này này. Ai ưng, ai vừa số ký con này chốt giùm em nhé, 300.000 thôi, mã 26. Cái gai mà sao nằm ở trong túi ra. Mã 26 nha anh em. Tiếp một con không quân. Con này là thủy quân, quân lính thủy quân, dài áo 72 nha nhé. Ở trong này là có một lớp nỉ, một lớp nỉ ở trong này, gọi là lớp nỉ nhẹ thôi, chứ không phải là nỉ ấm lắm đâu. Áo này chỉ nằm ở tầm độ khí là 15 độ trở lên. Dài áo 72, màu xanh đen.
Ở dưới này là túi và trên này là một cái dây kéo ngang. Màu xanh đen á. Bên này nó hơi dơ chỗ ống tay một chút. Anh em về giặt dùm em cái, ở trong thì có bo tay này. Bo này thì ngon lành rồi. Bo này thì hỏi phải chê. Nhưng mà con này nhỏ, ai nhỏ thì chốt nha. Áo này không có bo ở tàng án đâu, mà nó là suông. Ở đây nó có dơ này. Con này nhỏ, màu xanh đen. Con này bằng em không có chui lọt. Con này không chui lọt. Chỉ được 40kg, ai 40kg cho con này, nhỏ quá hay. 50 không được, 40-45 là hết đát thôi. Chốt giùm em con này 300.000 mã 25. Ai nhỏ nhỏ con nhá, nghe em là to robot rồi đó. Con này không có nhỏ, không có lớn đâu. Mã 25, mã 25. Thế một cái quần nỉ này, quần này là nỉ vào mùa đông nha nhé. Mùa đông mới bẩn nha, mùa hè không có bẩn nha. Ở trong này là có hai cái miếng nối, nó nối đáp ở số mông này, ngay cái tâm giác này. Và không biết nó lấy cái miếng nắp này từ đâu ra. Anh em về ưng thì nối lại giùm em à. Nối lại ngang đây này. Đó, bỏ cái miếng đáp này đi. Em sẽ đo trừ cái miếng đáp này ra, hoặc đo cả hai loại nha. Đo là bụng 94 là hết, hết luôn nha. Trừ cái phần này ra là 10 phân là còn 84. Đẹp không? 94 là hết. Nhưng mà bỏ cái đáp ra là còn 84 bụng cũng khá là đẹp phải không? Nút con này màu xám hay còn gọi là màu lông chuột. Dài quần của nó là 110. Quần này giống quần của thằng Thùy Điển này nhá này. Cái quần màu quần của Thùy Điển, cái quần màu xanh của màu xanh ô liu của Gatu nó cũng có cái này này. Nói chung nó giống giống. Thì em cũng nói giống giống thôi chứ thực sự con này em chả biết nước nào. Không, giống không? Còn ở dưới này là có cái dây thắt lưng. Dây ống quần nó đôn lại á. Ống mà đôn lại thì ống này được 18. Nhưng mà bung ra như vậy hết này, có chữ A bên này thì bung ra hết cỡ thì nó được 22, 24. Rồi. Còn ai không thích thì cắt ngắn này. Cắt ngắn qua cái phần đó nha em. Khoan, em chưa đôi chiều dài. Sao mà lúa cua lúc quốc vậy trời. Dài quần 114, tha hồ anh em cắt bớt bỏ cái này luôn. Thích thì hết bỏ luôn nha, tha hồ hết. Cái ống quần là đều bị như kiểu dơ nha em. Bởi vì nó luồn vào đây một cái dây thắt lưng da nữa mà mình giờ không có. Hai bên đều dơ như vậy, còn trên này thì đều đẹp hết. Anh em nhìn thấy chỗ này có hai file giống cây, đúng khẳng định con này là của Thùy Điển luôn. Và cái quần satin xương cá hôm qua em có like cho anh em là quần màu ô liu và có cái túi màu cổ á. Và cái này cũng y hệt vậy. Cái con này á, là đây là màu lông chuột và đây màu nó hơi một chút màu xám xám lên một chút nha. Nhìn rất là nhẹ nhàng nhưng mà đúng thiệt nó lệch tông á. Nó bị hai cái túi giống nhau luôn. Mà nhìn kỹ mới thấy, còn không mà không thấy đâu. Rồi em bán rẻ con này 400.000. Không có lỗi gì hết nha, chỉ có dơ chút dưới like thôi. Mã 24. Cái một con áo nó bị siêu, con này bạc màu rồi. Không có được mới lắm nữa. Vai của nó là 45. Dài áo là 71, 45, 71 ở đây thì có chữ US Navy này. Áo thì đều đó. Cái chỗ này nó cũng bị dơ nha, mà không biết dính cái gì mà nó xanh xanh lè lè này. Xanh xanh này nhìn giống trẻ con đó rồi. Đó, xanh xanh này nha. Đằng sau dính có màu hồng luôn này. Màu hồng này. Đó, bên này cũng đều.
bên này cũng đều. Nói tóm lại là con này dính sơn thì phần trăm con này không có được mới nữa, nó cũng quá rồi. Con này em cũng cho là 85 đến 90%. Màu nó xuống màu nhưng mà vải thì còn dày chứ không phải là nó cũ. Có được cặp tem 100.000. Con này là 55 đến 65 ký. Ai em chốt con này 400.000 mã 23. 400.000 mã 23 nhé. Chốt giùm em ha. Tiếp một con áo Badassi, con này là màu cổ uất, không phải màu ô liu. Badassi là hàng xưa của Mỹ anh em, vai 47 hay còn gọi là áo thế chiến. Vai 47. Dài áo là 104. Con này là small roller. 60 đến 70 kg nhưng mà anh em phải cao trên 1m7 à. Ở đây nó bị dính sơn một chút nữa nè. Rồi ở đây nó bị rách nha. Anh em nhìn giùm em cái chỗ này này. Chỗ này là nó bị rách cho nên nó mảng vào đây một đường. Anh em có thể về mảng bằng chỉ trùng màu này cho nó đẹp. Con này hình như mới hôm qua hôm kia em có like này. Đó. Nó dây kéo đằng trước thì nút đầy đủ hết và cái đầu cài vẫn còn ngon lành và đẹp. Nói chung là nó chỉ bị rách đó thôi. Còn con áo thì đang còn mướt. Mướt. Nó bên này vẫn mướt luôn anh em. Sau này cũng đẹp. Đều đẹp hết. Đẹp hết, chỉ có cái chỗ này nó bị thôi. Chỉ có chỗ này bị thôi. 60-70 kg nhưng mà ai cũng phải cao trên 1m7 nha em. Trên 1m7 mới vừa, còn trên 1m74 là chưa có vừa, hơi ngắn một chút. Rồi, ai chốt giá 800.000 mã 20 ạ. Cái lỗi này này, cái lỗi này khi mà anh em mạng chỉ trùng màu thì nó rất là đều, không có bị lộ diện như thế này, do cái này nó may màu khác cho nên nó lộ diện. Rồi ai em chốt giùm em ha, 800.000 thôi, bán rẻ luôn này. Bán rẻ luôn anh em. Chốt giùm em mã 20. Một con áo bịt kích, áo bịt kích túi chéo là đời số 8, số 9 mà nó mất cái nách tay rồi nha. Mất nách tay thì anh em coi có tiền thì chốt nha. Vai 45 và dài áo là 82, chất vải caro, dòng này là 100 cotton, cũng chuẩn hàng cấp fast size small long. Anh em mà cao trên 1m74 mới vừa, còn dưới 1m74 là không có vừa ha. Con này vải thì đẹp nhưng mà áo bị lủng rách. Lũng rách này à, lũng rách nha. Áo thì đẹp nhưng mà vẫn bị lũng rách. Nói chung là vải còn hăng nhưng mà áo vẫn bị lỗi. Rồi ra đằng sau này. Đằng sau nó có hai phát lũng này em. Hai phát lũng này ha. Qua bên này, ở đây có một vết xước, xước nhẹ. Còn tem đời em đọc dùm em 67, 68 hay 69. Nó là đều 100 cotton hết anh em. Nhưng mà phải cao trên 1m74. Còn ai dưới 1m74 mà mua con này về thì phải dịch cái túi này lên này. Mở cái túi này ra, đưa lên đây may. Và dài quá thì cắt vớt khúc dưới. Ok hả? À? Chơi con này rất là buồn. Em bận cái này rất là hợp. Nếu như mà khách nách hay như kiểu là tướng này bận dài tay không có hợp. Rồi chốt giùm em con này 300 thôi. Mã 21. 300 mà có ai chần chừ nữa thì để em chốt này. Một con biệt kích này là 3,5 triệu đó. Bây giờ như thế này mà 300 ngàn anh em thừa sức thiến nó luôn. Thích thì anh em chốt, còn không à, thích còn mà ngắn quá, dài quá. Ai mà ngắn tầm này này
1m60, 1m58, hớt luôn cái tà dưới, khỏi cần đưa cái túi lên. Chơi tà ngang này, chơi cho em này, cắt luôn, lấy cái túi chéo trên thôi. Chốt nhanh anh em, không là mất phần. Con này là hơi bị mệt rồi đó. Nhanh tay hết cú to. Mã 21 nha anh em. Con này chuẩn hàng cấp phát năm 68, 69 đó. Thế một con compact cuối cùng của line này là con áo thun compact. Màu nó nhìn nó dơ, dơ á. Nhìn nó không có mới, toàn bộ là thun hết đi. Dây kéo cổ. Con này là size S, S là con này size 5-60kg thôi. Size nhỏ anh em, 5-60kg thôi. Em đo chiều dài và vai ngang nha. Chiều dài của nó là 77. Chiều dài 77. Chiều ngang là 52. Áo này chỉ còn được 90, 85, 90. Áo này không có lủng rách nha. Nhìn cái màu nó dơ dơ nhưng mà nó không có lủng rách à. Không hề bị lủng đâu, nhưng mà nhìn cái màu có vẻ nó dơ lắm. Mà đảm bảo là dơ chứ không có trịch đi đâu được hết ấy. Nhìn nhìn cũ cũ mà. Rồi, chốt giùm em nhé, không có lủng rách chỗ nào hết. Nhưng mà vẫn cho là 85-90 đấy. Nhưng mà đúng phần trăm của nó thì thôi chịu. 400.000 mã 22, giá rẻ nha em. Dây kéo cổ nó mắc hơn dây ấy nha. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em. Nhớ dùm em ưng cái nào thì nhắn dùm em cái mã. Nếu mà anh em không có nhắn được, máy của mình không có đủ phụ kiện để nhắn, thì khi em dơ như thế này này là anh em chụp dùm em cái mã cho nó rõ khi gửi qua. Và like của ngày nào để cho nó chắc nha. Không, nếu như mà lỡ mà bên anh em là người kiểm tra hàng, là em cho xem hàng, thì coi kỹ dùm em đúng hàng, mở bóc hàng ra cho xem hàng hết nha. Bên em không có xem hàng là tức là bị lừa đảo đó. Cho xem hàng hết, mở hàng ra đúng như hàng đã bán, trả tiền. Còn không đúng đừng có trả tiền, không ai ép anh em phải lấy hết. Cho nên mình đã không bị ép thì không nỡ lòng mà chửi nhau. Không bị ép nha, không bị ép nha anh em. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em. Chúc anh chị em buổi sáng gặp nhiều may mắn và hẹn gặp lại trưa nha anh em. Em bye ạ.